Thiên nhiên Ninh Thuận là một bức tranh hài hòa giữa đồng bằng, đồi núi và biển cả. Bờ biển dài và đẹp, có khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và vườn quốc gia Phước Bình, còn những cánh rừng nguyên sinh, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, cùng với nhiều hệ động thực vật quý hiếm. Nghệ thuật văn hóa Chăm với những làn điệu dân ca Chăm, cùng với các nghề truyền thống và những phong tục tập quán, các nghi lễ tín ngưỡng của người Chăm, Rắc Lai đã trở thành những di sản vật thể và phi vật thể quý giá của văn hóa Việt Nam. Tất cả những yếu tố con người và cảnh quan thiên nhiên đã tạo nên những tiềm năng, lợi thế và điều kiện hết sức thuận lợi để Ninh Thuận phát triển với nhiều loại hình du lịch và sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt. Là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km cùng những dãy núi cao nhô ra biển đã hình thành những vũng, vịnh nổi tiếng như vịnh Vĩnh Hy, Ninh Chữ, Bình Thiên, Đồi Cát Nam Cương, Mũi Dinh, Cạ Ná. Trong đó, vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam. Cụm du lịch Vĩnh Hy, Hang Rái, Vườn Nho luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách khi mỗi lần ghé đến vùng đất nắng gió Ninh Thuận. San hô ở đây rất là nhiều, đa dạng, nhiều màu sắc, và nó cũng đa dạng nhiều loại, cũng như là cá, rồi sao biển, rồi sứa, rồi rất là nhiều. Em thấy rất là đẹp. Từ Vĩnh Hy, chạy dọc theo tuyến đường ven biển về phía nam của tỉnh Ninh Thuận, Cà Ná là một vùng biển hoang sơ, trữ tịnh, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những sản vật được thiên nhiên ưu đãi. Ai một lần đi ngang đây cũng cảm nhận được vẻ đẹp quyến rũ, nơi được ví như nàng công chúa đang nằm ngủ bên dải lụa xanh thẳm. Biển xanh, cát trắng, ghềnh đá, núi non, cùng với các tuyến đường giao thông uốn lượn qua các eo biển, tạo cho Cà Ná một cảnh quan đầy ngoạn mục. Mẹ thấy nó thoải mái nữa, không có đông như những cái biển kia, nhưng mà thật sự nó rất sạch. Mình cảm giác là chưa thấy đi biển nào mà sạch như hòn cò cà ấy này, hòn cò đảo Cà Ná này đó. Thấy nó đẹp lắm. Cung đường ven biển được xem là lợi thế của Ninh Thuận trong thu hút du lịch. Những năm gần đây, loại hình thể thao mạo hiểm gắn với du lịch đang phát triển mạnh ở Ninh Thuận. Khu sa mạc cát Sơn Hải nằm trên cung đường ven biển Ninh Thuận đã được lựa chọn để tổ chức giải thể thao mạo hiểm đua ô tô địa hình trên cát, thu hút rất đông các đội xe đến từ các câu lạc bộ xe địa hình trên cả nước và đã thu hút được hàng chục ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đến cổ vũ, kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, với điều kiện tự nhiên lý tưởng, Ninh Thuận còn được chọn là địa điểm đăng cai nhiều cuộc thi lướt ván diều trong nước và quốc tế. Đặc biệt nơi đây có thể chơi bộ môn này nhiều ngày liên tục, phù hợp cho những chuyến đi dài. Đây là lần thứ 3 tôi đến vùng biển của Ninh Thuận để chơi lướt ván diều. Tôi rất yêu địa điểm này vì đây là địa điểm có sức gió đủ mạnh. Cái thứ hai là mặt nước rất an toàn, sóng gợn. Đây là điều kiện rất lý tưởng đối với môn lướt ván diều. Đặc biệt hôm nay tôi rất vui, mọi người rất là thân thiện. Được thiên nhiên ưu đãi, Ninh Thuận là một trong số ít tỉnh của cả nước sở hữu một khu dự trữ sinh quyển thế giới và một vườn quốc gia. Nếu như khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa có diện tích rừng khô hạn rộng lớn, hệ sinh thái biển độc đáo duy nhất của Việt Nam, thì vườn quốc gia Phước Bình lại mang đậm nét núi rừng đại ngàn. Khí hậu mát mẻ quanh năm với những dòng suối mát, những ngọn thác kỳ vĩ mang lại nét trữ tình. Hiện nay, trong không gian của khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và vườn quốc gia Phước Bình đều được bảo tồn nghiêm ngặt, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Với khí hậu đa dạng, với cảnh quan thơ mộng, khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa và vườn quốc gia Phước Bình sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Khi đi vào đây thì nơi này là sáng thì rất là nắng, nhưng mà chiều thì rất là êm gió, khiến cho tôi có nhiều cảm xúc rất là bất ngờ. Các bạn hãy nên có một lần thử ghé thăm đến nơi đây và có những cái trải nghiệm thú vị như vậy để giải lao sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Phải làm sao đáp ứng cơ bản những cái
cái nhu cầu của khách du lịch khi đến đây, đặc biệt là ăn uống lưu trú, làm sao cái du lịch trở thành là một cái du lịch có trách nhiệm. Người du lịch tới phải có trách nhiệm với cộng đồng, có trách nhiệm với tài nguyên môi trường, có trách nhiệm với cái việc bảo tồn, bảo vệ tài nguyên của quốc gia. Với nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc Chăm, Sách Lai cùng với văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc đã giúp Ninh Thuận có những nét hấp dẫn lôi cuốn du khách tìm hiểu văn hóa. Ngoài các giá trị vật thể, văn hóa phi vật thể của người Chăm, người Sách Lai ở Ninh Thuận cũng phong phú với hơn 100 lễ hội diễn ra quanh năm. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến lễ hội KT tổ chức ở Tháp Chăm vào tháng 7 Chăm lịch hàng năm. Đây là lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của người Chăm, phản ánh sinh hoạt của cộng đồng người Chăm địa phương. Hạnh phúc vì được tham gia với các đoàn ca múa nghệ thuật ở địa phương. Và đây là một cái kỷ niệm đẹp. Tỉnh Ninh Thuận, ngoài đặc sản nắng và gió, là tiềm năng dồi dào để phát triển các dự án năng lượng sạch, thì còn có các điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khá riêng biệt để phát triển các loại cây và con mang thương hiệu sản phẩm đặc thù riêng có của Ninh Thuận. Tỉnh đã công bố quyết định công nhận 12 sản phẩm đặc thù của địa phương giai đoạn 2018-2020. Trong đó có các sản phẩm cây trồng là táo, nho, măng tây, tỏi. Sản phẩm vật nuôi đặc thù là tôm giống, cừu, dê. Sản phẩm làng nghề đặc thù là nước mắm cà ná, thổ cẩm mỹ nghiệp và gốm bảo trúc. Ngoài ra, có các sản phẩm tiềm năng đặc thù khác là heo đen, bò vàng và trái cây Ninh Sơn. Đây là những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh trên thị trường gắn với hoạt động du lịch. Cái đặc thù của đây thì cái cây thì nó bán sơn địa mà, nó kết giao giữa cái khí hậu nóng và lạnh. Rồi bắt đầu là từ cái chỗ đó nó hình thành lên cái trái cây của mình ngon. Và nói về mà cái chất lượng của sản phẩm thì du khách ăn thì họ đều khen hết cả. Ninh Thuận là vùng đất cực Nam Trung Bộ. Văn hóa ẩm thực nơi đây là sự pha trộn hài hòa giữa khu vực Duyên Hải miền Trung và Nam Bộ, nên địa phương này có những đặc sản và những món ăn riêng có, làm cho du khách không thể nào quên. Vùng biển Ninh Thuận là một trong những vùng nước trời hiếm hoi của thế giới. Dường như nắng gió của vùng đất này, sự mặn mòi của biển cả đã làm cho những loại cây ăn trái, hải sản ở Ninh Thuận ngon hơn, chất lượng hơn. Ngồi trên cái nhà bè này ở đây là coi là thực tế là mình nhìn thấy là họ vớt những cái con cá bóp rồi thì những cái con mực ấy rất là tươi. Vớt lên cái cân lên cái là coi là làm lẩu luôn. Du lịch trekking là trải nghiệm mới, trong đó phải kể đến cung đường Núi Chúa, Phước Bình, đường sắt Răng Cưa Tháp Chàm, Đà Lạt, cung đường Hải Đăng Mũi Dinh. Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, cung đường trekking Ninh Thuận vừa đảm bảo tiêu chí không quá mạo hiểm, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, những cung đường này đều có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hệ động thực vật phong phú, đa dạng. Vẻ đẹp này nó khác xa với những vẻ đẹp mà mình đã từng biết. Thứ nhất là cái vẻ đẹp mà của con người với lại thiên nhiên hòa quyện nhau. Mình không ngờ là cái hầm số 1 đó mà bằng tay, bằng thủ công mà người ta có thể làm được điều đó. Và khi mình bước vô hầm thì mình quá bất ngờ với một cái vẻ hoành tráng mà trước đây những người xưa ta đã làm. Thương hiệu du lịch Ninh Thuận đang từng bước định vị trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Nhiều dự án du lịch chất lượng đi vào hoạt động hiệu quả như khu du lịch Sài Gòn Đinh Dữ, khu du lịch Hoàng Mỹ, TTC Resort Premium Ninh Thuận, Long Thuận Resort. Trong đó điểm nhấn độc đáo là Amadeus Ninh Thuận, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp được tạp chí Forbes Life Mỹ vinh danh trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản du lịch, những con sếu đầu đàn đã về Ninh Thuận làm tổ. Nhiều dự án du lịch quy mô lớn đang tập trung thi công xây dựng như dự án khu du lịch Bình Tiên, dự án Cap Ba Đà Rành, Mũi Dinh, dự án tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí thể thao biển Mũi Dinh Eco Park, khu đô thị sinh thái Núi Chúa, dự án sân bay Park Hotel and Resort,
dự án Shaolin Bay Ninh Chữ. Các dự án này hoàn thành, Ninh Thuận sẽ có hàng loạt khách sạn 4 đến 5 sao với quy mô 12.000 phòng, tạo nên những tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển tiêu chuẩn quốc tế nổi bật ở duyên hải miền Trung, tạo điểm nhấn khác biệt cho du lịch Ninh Thuận. Chúng tôi xác định đây là thời điểm thuận lợi để vừa đào tạo nâng cấp nhân sự, vừa kiến tạo sản phẩm mới. Chiến lược của Crystal Bay và các đối tác tại Ninh Thuận trong vòng 5 năm tới là kiến tạo 15.000 phòng khách sạn 5 sao trên bờ biển Bình Sơn Ninh Chữ. Giai đoạn 2016-2020, tổng lượng khách đến Ninh Thuận ước đạt hơn 9,3 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 312.000 lượt khách, khách trong nước đạt hơn 9 triệu lượt khách. Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 179 cơ sở lưu trú trên 3.554 phòng. Để du lịch Ninh Thuận phát triển toàn diện, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, mời gọi các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch để tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch đặc trưng từng địa phương trong tỉnh, có sức thu hút và hấp dẫn cao. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các khu du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh và đổi mới công tác quảng bá du lịch một cách chuyên nghiệp, đồng thời khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sản phẩm du lịch mang tính đặc thù riêng của Ninh Thuận. Với một cái tinh thần là có một tầm nhìn xa hơn về du lịch, tạo một cái không gian thông thoáng hơn, xây dựng những khu du lịch, những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hơn, tạo một cái không gian tối ưu, thông thoáng để cho cộng đồng nhân dân hưởng lợi dọc cái ven biển của chúng ta. Thì tỉnh đã rà soát lại cái quy hoạch này, sắp đến nay trình cho tỉnh ủy và sẽ thông qua cộng đồng của nhân dân lấy ý kiến. Và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ thực hiện. Nằm trên giao điểm của các trục giao thông quốc gia, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 350 km về phía nam, cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 50 km và thành phố Nha Trang khoảng 100 km về phía bắc, cách thành phố Đà Lạt khoảng 110 km về phía tây, đã tạo cho Ninh Thuận một vị trí vô cùng đắc địa, là điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh trong khu vực, đồng thời bắt nhịp với quá trình hội nhập và phát triển của cả nước. Ninh Thuận hội tụ đầy đủ các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử đặc sắc để phát triển du lịch. Ninh Thuận có nhiều tiềm năng và đầy triển vọng để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực và cả nước. Với những tiềm năng và lợi thế, du lịch Ninh Thuận đang vươn mình trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực, đáp ứng nhu cầu khám phá, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế.